Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp đến từ thương hiệu Pháp Cronus với cái tông màu đỏ. Thì như các bác biết thì bên em đã về rất nhiều xe nhập khẩu trong thời gian vừa qua, trong đó cũng mẫu dòng Chopic và Cronus. Đây là hai cái mẫu thương hiệu rất là nổi tiếng về đến từ thương hiệu Pháp. Và bây giờ xin vào lấy rất là giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Cronus model Pegium 520R. Thì trong thời gian vừa qua thì cái mẫu Cronus này em đa số là về những dòng xe touring và địa hình, thì rất là hiếm hoi về được một chiếc dòng xe đua Cronus với cái model cao cấp, model của Pegium 520R với cái tông màu đỏ, màu chủ đạo, điểm chỉ đắng trắng trên khung xe dành cho bác ưa thích những cái tông màu nổi bật. Và cái model của xe là model Pegium 520R Cronus. Các bác có thể đi trên mạng để tìm hiểu và thông tin của xe. Xe làm từ hợp kim nhôm. Tem xe vẫn còn nguyên trên khung. Với cái sơn màu đỏ rất là nổi bật. Vâng, nước sơn cũng còn rất là sáng và bóng luôn nhé. Xe đến từ thương hiệu Pháp, một trong những thương hiệu mà gắn liền với em trong hai năm vừa qua. Rất là hiếm hoi về một chiếc dòng xe đua Cronus mà có độ mới rất là đẹp như vậy. Thì đa số em về những dòng touring và địa hình là dòng Cronus là nhiều. Cổ cốt ghi đông nguyên bản theo xe, tay cuốn điện, tay cuốn đỏ cũng là đi cùng với cái tông màu của xe, tông màu đỏ. Và xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Kia Gra 10 tầng lip 10 speed đây. Bên phải em sử dụng với bộ tay lắp 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Kia Gra. Đằng trước sử dụng cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Kia Gra. Càng nhôm Cronus cũng còn rất là mới. May bạc đạn của cốt zip. Vành nhôm hai lớp. Xe sử dụng với kích thước lốp 700x23C. Lốp vẫn rất là mới. Xe rất ít sử dụng. Ở dưới gầm xe thì có mã vạch chính hãng của Cronus. Cũng còn nguyên trên khung xe. Xe sử dụng với gạt đĩa chính hãng của Shimano Kia Gra, đùi đĩa của Kia Gra. Và xe được sử dụng với bộ full group Kia Gra chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng với cụm phanh bao mảnh chính hãng của Shimano Kia Gra. Cọc yên nhôm chính hãng của Cronus. Yên hiệu Velo. Yên còn rất là mới. Đằng sau được sử dụng với củ đề Shimano Kia Gra, trang bị với 10 tầng lip. May bạc đạn, nhũ lổ. Xe về thì nguyên bản theo xe có giá bình nước kèm theo. Bên giá bình nước này thì có cái chỗ để cho bác bơm hơi, bơm mili, rất tiện lợi cho các bác. Nó về cho xe nguyên bản của xe luôn. May bạc đạn cố lỗ bánh rất là bon luôn nhé. Và giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Chiều cao ngang khung là size 52. Bây giờ các bác cao từ 1m63 đến 1m7 đi vừa.
Bây giờ xin nói nhá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với full group TGR 10 tầng lip, lên lip này. May đưa bạc đạn cũ lỗ nhá, xuống lip. Chiếc lip còn rất là mới. Vâng, chuẩn bị rất chân chu một nào. Bên phải em là đùi đĩa TGR ra, gạt đĩa TGR ra, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là bon xe. Xe được trang bị với full group Shimano TGR. Xe đến từ thương hiệu Pháp của Donut, model cao cấp của Cadium 520R. Với bộ khung với tông màu rất nổi bật, tông màu đỏ trắng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road bike Ronut model Backium 520 và xe được sử dụng với bộ full bộ group Shimano TGR, vành cặp may bạc đạn chính hãng nguyên bản theo xe. Vâng, xe giá tốt nhất bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và có tôi là em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trường ngày mai.